mà thấy cha mặc một cái áo ấm mà sao hôm nay trời lạnh hơn, sao cha lại phong phanh vậy cha? Chú giáo Vũ thưa anh chị em, sáng thứ hai thì đúng là phải mặc áo lạnh vì trời lạnh, và hôm nay trời cũng rất là lạnh, lạnh hơn thứ hai, đúng là phải mặc áo lạnh. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút xíu như là một phần ngàn cái lạnh mà các anh chị em đang ở trong các nhà tù ở miền Bắc. Trong đó có chị Trần Thị Nga là ngày mai sẽ xử phúc thẩm. Chị đang trong tình trạng giá rét ở ngoài Bắc, có những lúc xuống tới 7 độ C, tức là rét hơn chúng ta rất là nhiều. Ở Sài Gòn tuy là lạnh nhưng mà không đáng chi với các anh chị em tù nhân lương tâm cả. Tất nhiên cái việc này không có tác động gì ghê gớm đâu, nhưng để mình bắt đầu mình cảm thấy thật sự anh chị em đang cần được nâng đỡ, cần được sửa cái hơi ấm tình thương của mình để cho cái nội lực của anh chị em đó, nhất là chị Nga vào ngày mai được tăng lên. Cảm ơn Gia Thành. Vậy là cha không những là đồng hành trong tinh thần mà còn là đồng hành về cái cảm nhận của cái lạnh của thân xác nữa, thời tiết nữa. Chắc là nếu mà thông điệp này được chuyển đến chị Trần Thị Nga trong nhà tù của lúc bấy giờ lúc này thì chắc là chị cảm thấy ấm lòng lắm. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết là cha Thanh vừa mới nói thì ngày mai ngày 22 tháng 12 sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm đối với chị Trần Thị Nga. Tôi xin tóm lại một chút về chị Trần Thị Nga, có nghĩa là đúng đây ngày này cách đây đúng một năm, tức là ngày 21 tháng 12 năm 2016 là chị Trần Thị Nga bị bắt giam, và sau đó thì cái phiên tòa sơ thẩm đã kết án chị với là 9 năm tù giam và 4 năm quản chế. Chúng ta biết chị Trần Thị Nga được biết đến giống như là một người rất là can đảm mạnh mẽ để chống tham nhũng, chống những bất công trong xã hội, rồi đưa những cái biểu ngữ là về chống Formosa cũng như là chống sự xâm lăng của tàu cộm trên Biển Đông. Và như vậy là chị đã bị bắt và kết án cái phiên tòa sơ thẩm mà cách đây cũng gần một năm rồi. Ngày mai thì là phiên tòa phúc thẩm đối với chị. Vậy thì thưa cha Thanh, cha có thể nhận định gì cái phiên tòa sẽ diễn ra ngày mai đối với chị Trần Thị Nga không? Thưa cha Vũ, thưa anh chị em, về phiên tòa ngày mai đó thì cách đây 2 hôm thì trên trang BBC đã đưa một cái tít bài nói rằng là chị Nga sẽ không nhận tội ở phiên tòa phúc thẩm ngày 22 tháng 12 sắp tới. Và cái điều này là dựa trên ý kiến của ông Lý là chồng của chị Nga. Ông bảo rằng là với cái tính cách của chị Nga thì chị Nga sẽ không bao giờ nhận tội. Và theo ông nhận định thì tất cả những việc làm của chị Nga cũng đã làm á, là hoàn toàn không có gì là phạm tội cả. Và cá nhân con cũng vậy, con cũng thấy rằng là không có gì là phạm tội. Với những cái gì mà quyền con người được quy định trong chương 2 của Hiến pháp năm 2013 thì chị Nga xài chưa hết, dùng chưa hết, chứ không có gì gọi là lợi dụng, lạm dụng hay là tuyên truyền chống phá nhà nước cả. Còn về phiên tòa ngày mai thì như vậy chúng ta thấy rằng là nó sẽ diễn tiến một cái phiên tòa phúc thẩm ấy thì thường nó có 2 cái hướng. Cái hướng thứ nhất đó là cái người bị can bị cáo ở cái phiên tòa sơ thẩm nhận mình có tội và xin giảm án, thì tòa án sẽ xem xét giảm án với những bằng chứng giảm khinh do luật sư đưa ra hoặc là do chính cái bị can bị cáo đưa ra và sẽ nhận một bản án. Còn trường hợp thứ hai là kháng án vô tội, tức là bảo rằng cái bản án sơ thẩm sai, phải tuyên bố mình vô tội. Thì cái phiên tòa ngày mai đến giờ phút này đó là chị Nga đã làm đơn kháng án vô tội, tức là không thừa nhận tội của mình. Như vậy là giống trường hợp gần đây của phiên tòa mẹ nắm Như Quỳnh cũng là kháng án mình vô tội và kết thúc phiên tòa phúc thẩm là vẫn y án như án sơ thẩm là 10 năm tù giam. Vậy cha có nghĩ rằng nếu mà cái phiên tòa ngày mai chị Trần Thị Nga kháng án mình là vô tội thì họ tiếp tục kết án y án cái bản án sơ thẩm là 9 năm đối với chị không?
Về mặt hình thức tòa án của các cái vụ án gọi là vụ án chính trị ở Việt Nam đó, thì cái bản án tăng giảm nó không lệ thuộc bởi cái hành vi phạm tội của người đó, mà bởi cái đường lối chính trị hoặc là buôn dân của nhà cầm quyền, chứ không phải lệ thuộc bởi người đó có bằng chứng vô tội. Ví dụ như cái phiên tòa của mẹ Nấm vừa rồi, chúng ta thấy những vấn đề mà dựa trên đó để kết án chị có phải là tội đâu. Và chị nghe cũng tương tự như vậy, nếu mà họ vẫn muốn dùng bạo lực để đe dọa dân thì họ sẽ y án chị Trần Thị Nga. Còn nếu họ thấy rằng đã đến lúc mình phải cho dân thấy rằng mình có thiện chí, mình thực sự là yêu nước, yêu giống nòi Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng chị Nga sẽ được thả tại tòa, nhưng điều đó khó xảy ra. Hồi nãy cha Thanh nói đến là về chị Trần Thị Nga yêu nước yêu giống nòi. Theo cái biết của tôi gần đây thôi á, thì chị Trần Thị Nga là một người phản đối rất mạnh mẽ về cái việc môi trường giống như Formosa, cũng như là về sự lãnh thổ, sự bảo toàn toàn vẹn của lãnh thổ của mình ở Biển Đông cũng như ở phía Bắc. Rồi chị đồng hành với một số người anh chị em dân oan chống tham nhũng. Là những cái thời gian gần đây tôi biết về chị. Vậy thì cha Thanh là một người có thể là biết rất là nhiều về chị của những năm trước đó. Vậy cha Thanh có thể nói một chút về chị Trần Thị Nga cho mọi người được hiểu thêm. Thưa cha Vũ, thưa anh chị em, tôi bắt đầu biết chị Nga lần đầu tiên là vào mùa hè năm 2011. Khi đó tôi được các cha dòng chúa Thế Thái Hà mời ra để huấn luyện một khóa truyền thông cho anh chị em giáo dân ở giáo xứ Thái Hà và những anh chị em thiện nguyện ở các vùng lân cận mà muốn ghi danh học. Và tôi ngạc nhiên là có một người phụ nữ đang mang thai lại đến học và đến học, và tôi cứ hỏi rằng là chị ở đâu, thì chị này bảo là con ở Hà Nam. Tôi mới hỏi nhưng mà tại sao ai 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 mời chị đến học mà lại chị biết, bởi vì chị đang trong tình trạng mang thai phải nghỉ ngơi. Thì chị đó mới kể cho tôi rằng là chị tên là Nga, chị là một gia đình nghèo ở tỉnh Hà Nam, đã phải vay nợ tiền để có thể góp tiền để được đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Nhưng khi sang Đài Loan thì chị bị bán vào động mại dâm. Và trong cái tình trạng đau khổ vì mình đi làm công nhân mà lại cuối cùng lại bị đi làm một cái công việc nhục nhã như vậy, chị đã loay hoay tìm cách cứu mình. Sau đó chị được nhóm của cha Nguyễn Mạnh Hùng ở Đài Loan cứu ra. Và sau đó chị trở thành cộng tác viên của cha Hùng để giải thoát cho rất là nhiều người phụ nữ bị không có ý định làm gái mại dâm nhưng bị bán vào trong trường hợp như vậy, được giải thoát để trở về lại Việt Nam. Và tôi rất ấn tượng chị là bởi vì chị là một người có thể nói về cái trình độ học vấn nó rất là thấp, ở mức độ tiểu học thôi, mức độ tiểu học thôi. Nhưng mà từ đó tôi bắt đầu chú ý đến chị, xem những cái chị viết, xem những câu chuyện chị nói, và tôi bắt đầu thấy rằng là đúng là Thiên Chúa ban ơn cho chị, rồi anh chị em trong cộng đồng góp sức và nâng đỡ tinh thần chị. Chị càng ngày càng ăn nói lưu loát và trình bày vấn đề càng ngày càng rõ ràng. Và những điều chị nói luôn luôn có bằng chứng. Và có thể nói rằng là chị là một nạn nhân trực tiếp của công an tỉnh Hà Nam đánh chị liên tục một cách dã man. Lúc cha gặp chị thì là chị đang còn mang thai, thì đến ngày hôm nay thì chúng ta biết là chị có hai đứa bé, một đứa là 6 tuổi, một đứa là 4 tuổi, bé tên là Phú, bé tên Tài vậy đó. Thời gian qua thì từ cái ngày mà chị bắt giam, có nghĩa là từ ngày 21 tháng Giêng năm 2016 cho đến thời điểm ngày hôm nay là đúng 1 năm rồi, có nghĩa là hai bé này không hề được gặp mặt mẹ, không hề được thăm mẹ bao giờ. Vậy điều này có đúng theo tiến trình của pháp lý không cha? Thưa cha Vũ, như đã nói vừa rồi đó, đối với những cái vụ án gọi là vụ án chính trị đó, thì
Đảng Cộng sản trực tiếp chỉ đạo và họ coi pháp luật là cái thấp hơn nghị quyết đảng của họ. Nên gần như họ không có tuân thủ theo pháp luật. Nguyên tắc là một người bị bắt giam là họ đang còn trọn vẹn quyền công dân, chưa mất một chút gì quyền công dân hết, không bị hạn chế quyền công dân. Nên việc cấm họ không cho gặp người thân, gặp con cái là vi phạm quyền công dân một cách nghiêm trọng. Thậm chí ngay những người đã có bản án hợp pháp, tức là sau phúc thẩm là có bản án hiệu lực đó, thì họ vẫn không mất quyền công dân, mà họ chỉ bị hạn chế một số hành vi của quyền công dân, ví dụ như ứng cử, bầu cử, chứ còn họ không có bị mất quyền công dân một cách trọn vẹn. Một người mất quyền công dân là khi họ bị mất quốc tịch thì mới mất quyền công dân. Nên trong trường hợp mà không cho anh Lý, không cho bé Phú, bé Tài gặp mẹ trong một năm qua, thì đó là một cái hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng và chính cơ quan công quyền xâm phạm trực tiếp quyền công dân. Ừ. Trong cái phiên tòa sơ thẩm đó, thì tôi không biết chính xác là cái ngày nào, thì cái hình ảnh mà hai bé này nằm lăn lóc trên cái vỉa hè sau khi mà kết thúc phiên tòa xử án mẹ nó, thì hình ảnh đó đã rất là thương tâm và đã gây ra một cái sự phẫn nộ lớn trong cộng đồng. Vậy cha có nghĩ là những cái yếu tố này, hình ảnh của các em bé có tác động gì đến cái phiên tòa xử vào ngày mai không? Cha Vũ nói đến bé Phú và bé Tài thì đúng là hôm vừa rồi, hôm Chủ nhật vừa rồi tại Thái Hà có thánh lễ cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm và có cầu nguyện cho chị Nga. Bé Phú và bé Tài cầm cái tờ giấy kêu oan cho mẹ mình. Đúng là mình xem mình quá xúc động và cảm thấy không thể im lặng để cho những đứa trẻ này không có mẹ. Đến lúc nào người ta có thể cho phép mình cái quyền làm cho những đứa trẻ ngay từ bé như vậy đã phải bị tổn thương về mặt tình cảm một cách nghiêm trọng? Ông đảng trưởng hay ông bộ trưởng bộ công an có chịu trách nhiệm nổi cái chuyện đó không? Về một nhân cách con người nó sẽ bị tổn thương sau này. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy rằng là đôi khi chúng ta chỉ nhân danh một cái phe nhóm, một cái quyền lợi đảng phái của mình mà cuối cùng làm cho cả một cái hệ thống, từng cái thế hệ giới trẻ nó bị tổn thương nghiêm trọng. Chẳng lẽ tương lai con các ông ấy, cháu các ông ấy không lớn lên à? Và họ không cần cái sự góp sức của những người ngay chính sao? Hay là họ chỉ thích những con người tổn thương để sẵn sàng ăn tươi nước sống con cháu họ? Đó là cái điều phải suy nghĩ. Đừng có tạo ra những con khú bằng cái sự ác của mình bây giờ cho thế hệ mai sau. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là với tất cả chúng ta, cha Vũ, con cùng các anh chị em, chúng ta phải làm cái gì đó. Đừng để cho những đứa trẻ bị rơi vào tình cảnh như vậy. Hôm vừa rồi là bé Nấm với bé Gấu đã quá đau thương rồi, bây giờ bé Phú bé Tài như vậy nữa thì không được đâu. Hình như trong phiên tòa mà đối với tù nhân chính trị hay là không biết rõ như thế nào, cái yếu tố mà con cái, con nít, một người mẹ và với hai đứa con đó, phiên tòa họ không có xét đến những cái yếu tố đó để mà họ giảm nhẹ hay là có không cha? Thường thì trong một vụ án hình sự thì họ có xét đến, chứ là khi vụ như khi một cái người phụ nữ đang mang thai mà có án thì họ sẽ hoãn thi hành án để cho người phụ nữ đó ở ngoài có thể sinh con, rồi khi con được 3 tuổi sau đó thì người phụ nữ đó sẽ thi hành án. Đó là trường hợp một người phụ nữ có tội. Còn chị nghe không có tội mà cách ly mẹ con như vậy là không có được, là sai. Vậy thì chúng ta xác định lại thêm một lần nữa là chị Nga, theo như cha Thanh nói, là hoàn toàn là vô tội. Những gì chị lên tiếng là bảo vệ cho chính cộng đồng của chúng ta về chống tham nhũng, về môi trường, về xã hội, tất cả những vấn đề về an sinh cho nó càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà vì lên tiếng như vậy và chị đã bị bắt giam, bị bỏ tù, rồi dẫn đến những đứa con của chị hiện nay đã bị tổn thương về tâm lý rất là nặng nề.
Như vậy thì cộng đồng quốc tế hay là người dân Việt Nam mình á, cho thấy là có phản ứng như thế nào qua cái phiên tòa này không? Thưa anh chị em, về cộng đồng quốc tế thì họ cũng lên tiếng phản đối cái việc xử bất công với chị Nga rất nhiều lần và ở nhiều mức, từ các NGO cho đến nghị viện, cho đến thượng nghị sĩ hoặc là dân biểu của một số nước phương Tây. Nhưng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không đủ sức làm cho cái bản án nó giảm. Nếu chúng ta là những người dân trong nước, chúng ta không đòi cái điều đó cho chị Nga. Và chúng ta hình dung đi, chúng ta nghĩ rằng chúng ta im lặng như vậy bởi vì không liên quan chúng ta, chỉ liên quan bà Nga thôi, thì đến lúc nào đó sẽ liên quan đến chúng ta. Và qua cái vụ ông Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng bị cắt chức, ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị bị bắt giam tù, cho chúng ta thấy ngay các đảng viên cao cấp của họ thì vẫn không an toàn đối với họ. Do vậy nếu những người dân chúng ta mà không biết dành lại cái quyền cho nhau thì đừng có mong người nước ngoài, không có hiệu quả. Và tôi xin nhắc lại, không có ai được an toàn ở Việt Nam này, kể cả ủy viên Bộ Chính trị. Dạ, cảm ơn cha. Cũng là những ngày kết thúc năm 2017 rồi, cha có thể nhận định như thế nào về vấn đề các tù nhân lương tâm, những người như chị Nga trong suốt một năm qua đó? Hiện giờ là cha có thể thống kê được là bao nhiêu người ở trong nhà tù như chị Nga về lên tiếng phản đối về quyền con người, cũng như cha cho một cái nhận định tóm gọn lại cái tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong suốt năm 2017 vừa qua. Về các tù nhân lương tâm trong năm 2017 thì so với năm 2016 thì phải nói bắt nhiều hơn và bắt liên tục. Và có một cái sự kiện về nhân quyền nghiêm trọng của năm 2017 đó là trục xuất giáo sư Phạm Minh Hoàng, tức là ông là người quốc tịch Việt Nam mà lại bị mất quốc tịch của mình. Đó là một cái điều không thể có được trong bất cứ luật pháp của nước nào trên thế giới, kể cả cái luật pháp Việt Nam cũng không cho phép như vậy. Rồi những vấn đề dân oan ở khắp nơi vẫn không ngớt. Mấy bữa nay con cứ hình dung những cái tòa nhà cao được xây lên để họ thấy cái sự phồn vinh của một đất nước phát triển, nhưng ở dưới cái nền móng của nó là dân oan bị giải tỏa đền bù không xứng đáng, là những ngôi chùa bị xóa sạch, là những cánh đồng có thể phát triển được bị biến thành khu công nghiệp nhà máy, và cuối cùng nông dân trở thành công nhân không có nghề, và cuối cùng lang thang như một người vô gia cư. Rồi ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng một cách nghiêm trọng, đặc biệt là cái tình trạng mà người dân Việt Nam đã bắt đầu quá ngợp ngạp với cái đời sống, không chỉ đời sống chính trị mà kể cả đời sống kinh tế và đời sống môi trường. Họ phải lao mình ra biển để tiếp tục vượt biên. Trong năm nay cũng đánh dấu cái người vượt biên bằng đường biển bắt đầu trở lại. Tất nhiên nó chưa có rầm rộ như những năm 78 cho đến 90, nhưng mà bắt đầu có lại. Và nó làm cho người ta cảm thấy rằng rõ ràng là như thể Việt Nam chỉ là đất sống của những người cộng sản. Nhưng mà theo con biết thì ngay những người cộng sản bây giờ cũng chạy qua Mỹ mua nhà, chạy qua Úc mua nhà, chạy qua Singapore lấy thẻ xanh, nên cũng không phải là an toàn nữa. Một cái đất nước này bây giờ là an toàn cho ai? Đó là vấn đề. Cái vấn đề nhân quyền và dân quyền trở nên nghiêm trọng trong năm 2017, đáng khuyến cáo một cách nghiêm trọng. Xin cảm ơn cha đã có một cái nhận định tổng quát, cuối cùng là một nhận định tổng quát về tình trạng nhân quyền của năm 2017. Tình hình vẫn đang còn rất là phức tạp với nhiều vấn đề của nó.
chúng ta tiếp tục hướng đến năm 2017 với những hy vọng 2018 hy vọng tươi đẹp hơn cho quê hương và đất nước của chúng ta. Xin cảm ơn cha và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi hội luận của chúng tôi. Thân ái kính chào.